Với một đứa ghiền lẩu như Lu thì chắc chắn một điều lẩu sa tế Uyên Ương không thể nào bỏ qua được. Địa chỉ ở đây sẽ là 213 đường Trường Tấn Khải, quận 5 nha. Quán sẽ bán từ 5 giờ chiều cho đến tối. Một phần lẩu sa tế Uyên Ương sẽ có giá là 170.000. Nghe giá thì có vẻ rẻ đúng không? Nhưng mà không có đâu nha mọi người ơi. 170.000 chỉ là cái nồi lẩu này thôi nè. Còn nếu như mà các bạn muốn ăn thêm những cái topping nhỏ 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 nữa thì sẽ là đồng giá 35.000 cho một chén như vậy. Cho nên là lúc mà tính tiền ra thì tổng cộng bữa ăn này của Lu hết 520.000 lận á. Các bạn có đến đây ăn á thì nhớ là hỏi kỹ nha. Tại vì cái lúc mà cô mang nguyên một cái mâm đồ ăn ra cho Lu lựa thì không có nói giá tiền gì hết trơn á, cho nên là lúc tính tiền hơi hoảng một tí xíu. Về phần nước lẩu á thì Lu thấy khá là thơm, nhưng mà vị lẩu á hơi nhạt một chút xíu. Thật ra Lu ăn thì Lu thấy cũng bình thường, không quá đặc sắc để khiến cho Lu phải ghé đây thường xuyên. Nói chung bạn nào là tín đồ của lẩu á thì có thể đến đây trải nghiệm thử nha, nhưng mà đừng kỳ vọng quá nhiều nha. Sẵn hỏi mọi người, nồi lẩu này 520.000 thì mọi người nghĩ là đáng hay là không? Nhớ comment cho Lu biết nha. Cảm ơn mọi người đã coi video. Bye bye.